mông rồi, đeo khẩu trang mà sợ gì bà xinh thế kia mà tại sao mà gọi là trời ơi, cái mông cái mông. Bé em ra đây, bé em ra đây, sao thế đón em, sao thế thế nào? Đồ kia nó dễ thương quá nhưng mà chị đừng có quay em sợ. Ok ok, không quay mặt chỉ quay em cún thôi. Thế sao thế, thế đón em như nào? Dễ thương, dễ thương hả? Bé em đi, bé em đi, bé em đi. Hôm qua ở đây cả sốt vần đấy, cả sốt vần đấy, mười đi. Dễ thương quá nhỉ. À dạ vâng, em có nhận được rồi, em cảm ơn ạ. Dạ, thế em đặt tên cho em chưa? Tên gì? Chưa đặt tên hả? Con trai hả? Mà hình như vừa nãy thấy bảo mua nhiều váy cho mặc lắm đúng không? Ghét ghê, ghét ghê. Thôi về nhà nhé. Thế nhà mình ở đâu đây ta? Đường Hồ Đắc Duy chị. À, tức là ở Sài Gòn luôn. À, ra Sài Gòn đấy. Ra Sài Gòn đấy. Tưởng là đi tỉnh chứ. À, cảm ơn em nhá, cảm ơn mọi người nha. Thơm cái, đi về, bye bye.